Hello mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành. Đây, kênh xe giá Hồng Sao nha các bạn. Rất là xinh. Thì cái sen đá Hồng Sao này thì là một loại sen đá mà được nhiều người ưa chọn ưa chuộng để có thể lựa chọn trong gì nhỉ? Trong khá là nhiều hiện nay ở các hộ gia đình hoặc là các bạn sinh viên hiện nay thì rất là ưa thích cái loại cây như thế này. Thì đó là đó có thể là do chúng ta có thể hoa hoa có thể nở thường xuyên như thế này và rất là đẹp. Ngoài ra thì sen đá này thì có rất là nhiều ý nghĩa vô cùng tuyệt vời. Thì bạn sẽ cùng xem thì nhà cùng nghe mình nói về ý nghĩa và đó là gì nhá. Thì cây sen đá này thì chúng thường tự do phân nhánh và sẽ được mọc thành các bụi sen đá thấp như thế này. Thì chiều cao đôi khi chỉ đạt được có vài cm thôi, tại cái sen đá này rất là nhỏ bé xinh xinh đó. Cái sen đá Hồng Sao này sở hữu cho những mình như trên lá non này mang một màu xanh, lá màu xanh. Và khi đến độ tuổi già thì chúng sẽ chuyển sang màu đỏ tía và vô cùng nổi bật. Đấy. Thì trên cây còn xuất hiện những sợi lông trắng trông chả khác gì. Đấy. Cây sen đá này thì biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu và không bao giờ khuất phục, cho dù là những khó khăn này, gian khổ này, phía trước có rất là nhiều thử thách đi nữa thì nó có thể nỗ lực vượt qua một cách rất là kiên cường. Thì không chỉ có ý nghĩa trong tình yêu, trong phong thủy, hình dáng của sen đá này giống như một đài sen này, mang lại cho mình sự may mắn này, nếu hợp mệnh thì càng đem lại cho mình cái sự thành công này, tài lộc này, xong rồi mọi sự hanh thông cho chủ sở hữu cái cây này. Thì một phần màu hồng của sen đá cũng là góp phần tô điểm cho cuộc sống của bạn thêm thêm sức sống hơn, thêm nhiều màu sắc hơn. Một ngày của bạn sẽ thực sự đầy đầy tươi mới và rất là hứng khởi đấy. Thì cách chăm sóc của cây này thì cũng rất là dễ. Thì cách tưới nước cho sen đá này thì bạn không cần tưới nhiều nước, vì nhưng bạn phải cấp đủ nước cho cây sen đá. Và ngoài ra lượng nước và tần suất tưới phụ thuộc vào cái thời điểm trong năm. Nếu mà mùa đông sắp tới như thế này ấy, thì khi nhiệt độ mà giảm xuống thì bạn chỉ cần tưới một lần một tuần thôi. Còn trở lại vào mùa hè hay mùa mà có nhiệt độ cao ấy, nắng nóng thì có thể nhanh chóng tới tới nước khô. Thì lúc này bạn cần phải tưới nhiều nước cho sen đá, và chú ý là thời gian tưới sẽ vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn, khi mà ánh nắng nhẹ thì đủ đủ cho sức sen đá hấp thụ và không quá gay gắt đấy. Để đảm bảo được cái độ ánh sáng cho cây sen đá này thì sen đá này thì được trồng ở rất là nhiều những nơi mà có ít ánh sáng ở trong nhà ấy, thì chúng thường chỉ có màu xanh thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm để cây ở những chỗ mà thoáng mát này, có ánh sáng và cây được nhận đủ ánh sáng tự nhiên thì cái sen đá này sẽ có màu nâu đỏ, màu tím và một cái màu 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 tím màu hồng như thế này để chuẩn màu nhất. Vì vậy trồng ở trong nhà thì bạn cần phải đem sen đá này ra tắm nắng trung bình tầm 4-5 tiếng một ngày đó. Nên là việc trồng và chăm sóc cây sen đá này cực kỳ đơn giản, tuy nhiên thì cũng có một số điều lưu ý như sau. Thì khi chọn giống thì bạn cần phải chọn cây khỏe mạnh và
Chú ý là cây phải đủ rễ, chuẩn bị đất này, xong rồi nước này, đặc biệt là sen đá này nói riêng, thì sen đá nói chung và sen đá nói riêng thì không chịu được cái lạnh, và nên khi vào mùa đông thì bạn nên đưa sen đá vào trong nhà, để ở trong nhà. Và thay chậu định kỳ cho cây. Nếu bạn đang tìm kiếm một sen đá mà có vẻ đẹp mộc mạc và thuần khiết như thế này, nếu bạn đang tìm kiếm một cái sen đá mà dễ trồng vì bận quá quá bận ở gì ạ? Vì quá bận rộn mà không thể chăm sóc ấy. Vì vậy thì cái sen đá hồng sao này chính là cái ứng cử viên sáng giá nhất để cho các bạn lựa chọn trồng. Là cây này sẽ mang lại sự may mắn cho các bạn ở trong cuộc sống nữa. Đó. Thì đó là một số thông tin mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ số dưới này, mình sẽ để số và cách thức liên lạc và địa chỉ để các bạn có thể liên lạc, và mình sẽ có ưu đãi cho các bạn mà nhanh tay lất. Đó. Các bạn nhanh tay thì mình sẽ có ưu đãi cho các bạn, mình sẽ giảm giá cho các bạn. Đó.